Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Trước hết thì tôi cũng xin lỗi trong coi như mình bỏ ra ba bữa rồi, ba bữa hay bốn bữa gì đó. Bởi vì tôi mất đi ở trên cao nguyên thành tính là cỡ hai bữa về thôi. Nhưng mà rồi có công việc rồi nó trễ cho tới ba ngày bữa nay thành bốn bữa rồi nên không có không có nói chừng cho các cái phật tử và các bạn nghe biết trước thành cái điều đó tôi thấy nó rất thiếu sót ừ. Hả? nghe nhưng mà. nhưng mà cái chương trình này nó bị gián đoạn Hôm nay chúng ta sẽ nghe về những cái trạng thái tâm ở trong cái trung ấm Tức là khi người ta đã chết rồi nó như thế nào Thì qua những bài vừa rồi đó Thì chúng ta đã lãnh hội được một phần Bởi vì uh, bữa nay thì mùng uh, 9, mùng 10 rồi ha Mùng 9 rồi thì còn mấy bữa nữa thì theo truyền thống gọi là cái lễ báo hiếu Lễ vu lan thì trong nghi lễ Vu lan đó thì chúng ta có những cái sự nghi lễ và cầu nguyện hoặc là vái văn tụng kinh hay là làm những cái phật sự để hồi hướng cho những người quá cố hay là cha mẹ chúng ta hiện tại cho nên cái vấn đề báo hiếu này nó rất rộng lớn ví dụ trước hết là cha mẹ chúng ta hiện tại ông bà chúng ta những người lớn tuổi và kế đó tất cả những người đã qua đời bởi vì cái vấn đề thời gian là do chúng ta ý thức ở trong hiện tại và chúng ta hiện chế hạn chế trong cái bây giờ chứ thực sự thì cha mẹ là tổ tiên ông bà chúng ta là vô số vô lượng mà có khi thì không phải là họ đã chết thế rồi, có khi là họ vẫn còn sống và có khi họ mới lớn lên. Ví dụ như họ đi cách nay mấy năm thì bây giờ họ trở lại một cái một người gọi là nhỏ hay là như là một em bé thì đó là điều là thân quyến của chúng ta. Nếu không phải là cái thân quyến cái kiếp vừa qua thì có thể là cái thân quyến của chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cái điều đó nó xứng đáng cho chúng ta có một cái sự kêu bằng nghiên cứu để hiểu lại cái, cái những cái sự tái sinh nó hồi phục trong cái con người vào lúc nào. À, và trong những cái thân quyến của chúng ta đó nó đều có ở trong trải qua cái thân trung ấm dù là bây giờ dù là thở quá khứ và rất xa xưa hay là tương lai thì tất cả đó cũng đều là cái thân quyến của chúng ta đó. cho nên cha mẹ hiện tại cha quẹ quá khứ chúng ta chỉ biết hiện tại thôi chứ còn những cái quá khứ thì chúng ta không có hiểu biết được nhưng mà chắc chắn rằng trong cái quá khứ đó tất cả những người ta gặp đều là bà con quyến thuộc là có khi là cha mẹ ông bà của chúng ta và chúng ta ngược lại cũng là cha mẹ của tất cả chúng sanh cho nên ở trong luân hồi này nó thật sự là nó rất mờ mịt và nó rất mù mờ trong cái 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 sự tìm hiểu biết được và qua cái hướng dẫn của thân trung ấm thì chúng ta sẽ biết được sâu hơn chúng ta biết được cái cái tính chất khi mà chết rồi nó trải qua trạng thái nào ừ. Những cái trạng thái mà của người chết là cái trạng thái cũng là trạng thái của chúng ta hay là sắp đến hay là những cái người thân của chúng ta vừa qua đời ừ. cho nên ở đây khi mà chúng ta nói về cái sự hiểu biết về thân trung ấm ừ. cái bọt đô này tức là chúng ta để để chuẩn bị cho cho chính chính chúng ta. Mình nói mình đọc thì giống như là nó ở trong sách thôi. Nhưng mà thực tế trong sách chỉ là cái chữ nghĩa và để chỉ thẳng vào trong tất cả các cái hiện tượng của người đã chết đó. Thì như ở trong bản văn có nói như thế này vào lúc đó chúng ta phải nhớ các lời giáo huấn và sự đối chiếu của các vị thầy đã hướng dẫn cho chúng ta lúc lúc chúng ta còn sanh tiền ừ, hoặc là để cho chúng ta cầu nguyện đó. nếu chúng ta nhớ được ý nghĩa của các sự đối chiếu ấy chúng ta nhận biết tất cả các hầu quan sáng chói trên trên con người khi mà chúng ta đã chết đó như là phẩm, như là phẩm ánh sáng như là phần ánh sáng nội tại của riêng mình và mọi khi chúng ta đã nhận ra chúng nó như là nhìn nhận các bản thân yêu của chúng ta thì chúng ta sẽ tin tưởng vào vào chúng tức là chúng ta sẽ tin tưởng vào tự thân bởi vì chúng ta sẽ nhận diện cái mà khi chúng ta chết giống như chúng ta nhìn được nhận được cái hình ở trong mơ thì chúng ta biết cái hình ảnh trong cái giấc mộng đó chính là chúng ta chứ tức là chúng ta phóng ảnh ra cũng như lúc đầu khi mà mới chết như mấy bữa ấy, chúng ta đã học qua đó thì một cái bức màn trắng tức là cái pháp thân của chúng ta và nó hiển hiện nhưng mà nếu chúng ta không nghe về cái cái thuyết trung ấm này thì chúng ta không ý thức được cái đó là gì và chúng ta thấy nó giống như là cái gì bên ngoài chúng ta thấy có khi là chúng ta không hiểu hoặc là chúng ta hoảng sợ hoặc là không thể nhìn nhận được nhưng mà nếu qua cái học thuyết mà chúng ta đã nghe đã nhận lãnh như ở trong cái trung ấm này thì chúng ta biết đó là mình khi mình chết đầu tiên là một cái cái bức màn sáng trắng tinh khiết hiện ra đó là cái khoảnh khắc ban đầu nhất nhưng mà thật sự là nó không lâu nếu chúng ta nhìn nhận nó là mình hay là chúng ta ý thức được chúng ta không có sợ hãi không có sự đẩy lùi nó đi thì thật sự nó hợp tác và nó trở thành chính chính cái tâm thức của chúng ta và có khi điều đó là đưa đến cái sự giải thoát trong dù chúng ta có có tội hay có bất cứ nhân quả gì nhưng mà một khoảnh khắc nó hiện ra đó thì nó hiện ra cái cái trung ấm thực sự là chính là cái, cái cái, cái, cái tinh thần của chúng ta chính là cũng như cái linh hồn của chúng ta hay là cái bản thể của chúng ta nhưng mà khoảnh khắc đó nó không lâu nếu chúng ta nhận định không không đủ thì nó sẽ vượt qua và khi nó vượt qua thì nó bắt đầu nó sinh những cái hiệu ứng những cái hiện tượng khác hơn và cái điều đó làm cho chúng ta càng lúc càng mờ mịt càng khó khăn và đây là một cái sự thực nghiệm một, một cái sự học để mà chúng ta chuẩn bị chúng ta biết à. cũng giống như chúng ta um, đi ra phi trường chúng ta đón người thân hay là một cái bến ga tàu nào đó thì có vô số cái dạng của uh, con người. Trong đó có người thân chúng ta và cái người thân đó uh, có khi chúng ta biết hoặc là mơ hồ đã gặp lâu hoặc là chưa biết. Nhưng mà nếu có ai diễn tả con người đó với cái kích thước với màu sắc và với những cái bộ đồ mặc ở trên cái người đó, màu sắc đó thì chúng ta nhận ra. Khi chúng ta nhận ra thì người đó cũng liền nhận ra chúng ta và hai người đó nói như một và nó trở thành chúng ta sẽ dẫn người đó về nhà. Đó. Những cái ví dụ đơn sơ này nhưng mà nó cũng rất gần gũi. Còn nếu chúng ta không nhận được thì cái người đó cũng không biết là có chúng ta và có khi người đó là theo cái đoàn người đi đâu đó. đó. Thành cái người đó thật sự là cái người thân chúng ta và có thể nói là chính là cái linh hồn của chúng ta chính cái, cái thân trung ấm của chúng ta. cho nên cái sự nhưng mà nói như vậy nó tách rìa, chứ thực sự cái người đó, cái người đó và cái người nhận diện nó là một thôi. cái hình ảnh đó và cái cái cái, cái thức nhận diện đó là một thôi. Chứ nó nó không có hai. cho nên cái điều đây cũng như là cái thân trung ấm mà khi chúng ta nhận và thấy nó được. một khi chúng ta đã nhận ra chúng như nhìn nhận các bạn thân yêu của mình thì chúng ta sẽ tin tưởng vào chúng và sẽ hiểu sự gặp gỡ của chúng như là một đứa con trai khi gặp gỡ mẹ nó tin tưởng vào bản tính không biến đổi của chân lý thánh thiện thanh tịnh ở đây người ta giáo dục mình coi như mình là con đó con sẽ làm lưu chuyển trong người con dùng đại định yên tĩnh và một khi đã tâm mình trong thánh trí hoàn toàn thành thành đạt thì chúng ta sẽ thực trạng là thực trạng của phật đà trong thể báo thân từ đó không có sự hồi chuyển khi mà chúng ta nhìn cái 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 được thấy được cái sự phản ảnh của cái thân trung ấm đó thì thực sự chính là chúng ta nhìn được cái thực trạng cái bản thể bản thánh chúng ta à, và bởi vì cái nhìn đó thực sự chính là chúng ta và cái 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 sự phân ra giữa cái tầm nhìn và cái đối tượng của nhìn đó thực sự nó là một cái sự chập chân trong cái sự phản ứng của cái giữa cái cái, cái 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 quen thuộc về cái cái thân vật lý với là cái linh tánh của chúng ta ở đó nó rất khó phân biệt nó là cái ảo ảnh và và giống như là chúng ta đi mà dưới một cái bóng ném phía sau hay là phía trước của chúng ta nó rọi ra một cái bóng chảy dài xuống trong một cái, cái dưới con đường và nếu chúng ta ở trong một tâm trí nó không định tĩnh thì chúng ta nghĩ rằng ai đó cái bóng của ai đó hoặc là cái bóng đó là một người khác và có khi chúng ta hoảng sợ nhưng mà thật sự cái bóng đó là chính là mình mình là cái bóng nếu không có mình thì cũng không có cái bóng đó và nếu không có cái bóng đó thì mình thật sự nếu mà còn đang sống này nó giống như là ma nó không có cái bóng đó. À. Vì thế cho nên cái sự nhìn nhận mà tỉnh táo trong khi mà chúng ta đã tắt thở, chúng ta đã chết được cái điều này quan trọng. Cho nên trong tất cả các cái môn học, cái môn học về trung ấm thân này, nó là cái môn học rất là quan trọng. Một là khi chúng ta còn tỉnh táo, còn hiểu biết thế này, chúng ta nhận diện cái cái Phật tánh, nhận diện cái con đường giác ngộ, con đường kính kiến tánh mà nói gần hơn là chúng ta nhận được cái tánh biết như thế nào cái tánh nghe như thế nào và có thể chúng ta xác định được cái sự giác ngộ và xác định cái, cái 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 thở đầu của con đường tính thức trong cái khoảnh khắc như thế nào và tâm hồn chúng ta thay đổi như thế nào chúng ta đều biết điều đó nếu mà chúng ta có một sự nhận định đúng còn nếu không thì cái tâm của chúng ta nó mờ mịt nó không hiểu biết vậy cả đó là khi chúng ta nhận định cái sự giác ngộ nhận định trong cái sự tỉnh thức đang là thì đó là chúng ta nhận định nhận diện cái cái lực sống cái sự sinh tồn cái hiện hữu của chúng ta còn khi mà chúng ta đã tắt thở rồi quả tim ngừng đập rồi gọi là chết rồi thì chúng ta có cái sự nhận định về trung ấm nhận định về cái khi mà cái tinh thần nó thoát ra khỏi cái thể xác rồi thì cái tánh biết, tánh đinh chúng ta đó nó sẽ nhận định được. Cái đó là cái gì? Và khi nó biết thật sự chính là mình thì thật sự nó sẽ giải thoát. Cũng như chúng ta, cho nên chúng ta thấy nó hai cái sự nhận diện nó rất giống nhau. Chúng ta sống này chúng ta nhận diện thật sự nó khó khăn hơn. Là bởi vì chúng ta nhận diện một là chúng ta nhận diện về cái 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 sự vật những cái hiện tượng mà nó không tên khi chúng ta biết thấy cái, chúng ta ở trong lòng chúng ta không có khái niệm không có con con tên không có cái tên tức là không có cái niệm đó, thì chúng ta thấy sự vật như chính là sự vật tức là chúng ta thấy cái đang là chúng ta thấy cái thực tại và chúng ta thấy ở đó một cách kỳ dị nó không có cái tiền trần tức là nhược ly tiền trần đúng như kinh lăng nghiêm hữu phân biệt tánh tức chân như tâm chúng ta sẽ nhận ra cái phật tánh chân tâm và cái đó. mặc dù chúng nó là vật hay cái gì nhưng mà chúng khi mà nhận ra trong sự vật đó bằng cái tính chất không niệm thì chúng ta sẽ thấy nó nó không phải như là chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy luôn luôn bây giờ là trong sâu xa càng đối với trần nó sanh ra một cái thức biết như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà nếu chúng ta nhận diện mà qua cái, cái, cái sự biết của sự phân tích, nhớ lại phân biệt đó, tức là cái sự thấy qua cái thức, thì chúng ta sẽ thấy như chính cái đang là, chính cái sự thật. Tức là cái tâm nó thấy được. Đó. Thì thì lúc là chúng ta đã thấy được cái, cái chân lý của hiện tượng giới nó như thế nào nó bình đẳng và nó thanh bình nó vô tư và nó không tên cho nên cái lòng của chúng ta tự nhiên nó mở quát ra nó không còn cái giới hạn về về cái 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 không gian và nó không có sự co giãn nghĩa là phân biệt về thời gian cho nên chúng ta thoát khỏi cái không thời thì tức là chúng ta thoát khỏi cái sự lâu kéo của nghiệp của sự sanh tử. Đây là một điều rất quyết liệt, rất rất vĩ đại, rất lớn. Và thật sự, dù chúng ta là người trí hay là người thiếu trí, thì chúng ta cũng không nhận được. Chỉ khi nào chúng ta có một sự tỉnh thức giác ngộ hoặc là theo đúng ý nghĩa của Phật dạy, của những vị thầy mà đã sáng suốt, đã xác định được đó, thì chúng ta theo cái con con đường mòn mà chúng ta đem cái đó vào cái tâm thức chúng ta và chúng ta làm ra một cái cái nhìn thì chúng ta sẽ thấy theo cái cách thấy cũng như chúng ta mượn một cái ống nhòm nhìn một vật ở xa thì chúng ta thấy rõ ràng bởi vì chúng ta đổi cái cái nhận lực của chúng ta. Đó. Cho nên đời sống này luôn luôn chúng ta thấy sống hay là thấy theo nghiệp tất cả việc làm và, và sống nghiệp là chúng ta thấy sống theo thói quen à, nhưng mà trong tất cả những thói quen đó chúng ta uh, hoặc là than hoặc là đọa chúng ta có thể đi lên hay đi xuống chúng ta có cũng cái đó mà chúng ta có thể giải thoát hay là chúng ta ràng buộc thì chính điều tự cái cái, cái, cái tầm gì chứ không phải là hành động chúng ta phải xác định cái điều đó Giả trị chúng ta nói một câu gì Cái câu đó chúng ta biết Nếu mà thật sự chúng ta biết Cái sự phát sinh Phát sinh cái cái thức nói Phát sinh cái cách Phát sinh rạp thanh Và cái đối tượng nói Với cái cái dục vọng như thế nào Chúng ta thương hay ghét Buồn hay vui Hay là như thế nào Chúng ta thấy qua cái chuyển động Qua cái tương đối nếu chúng ta thấy cái tương đối đó nó trong cái sự phát sanh tồn tại và như chính chính đó thì cũng cũng đồng như là chúng ta thấy được cái thực tại chân lý và hoặc là chúng ta thấy cái khi chưa phát sanh hay là sau khi phát sanh tức là giống như là do Ấu nghĩa thư bữa trước nói đó tay sau tay mắt quyền của mắt lời sau lời của khí sinh của ký sinh mắt nhìn sau mắt vô hình hiền nhân đạt đáo thêm thêm thoát vào. mắt nhìn sau mắt nghe tai nghe sau tai tức là cái trước khi nghe trước khi thấy đó trong cái điều đó chúng ta ý thức được tức là cũng đồng như chúng ta ý thức cái cái khoảng đầu chưa sanh niệm chưa sanh tâm bởi vì chính cái đó nó mới là cái nguồn gốc chứ không phải là cái trí hay là cái ngu hay là cái đúng cái sai tất cả những cái cặp tương đối nhị nguyên của của sự phân biệt đó nó không không bao giờ nó tìm được cái chân lý đúng hay sai nó đúng là đúng của cái sai cái cái chưa biết đúng còn cái sai là cái sai của cái tưởng tượng rằng mình mình không đúng được và mình sai hoặc là sai mà không biết sai đúng mà không biết đúng thì tất cả cái đó nó cũng mù lòa nó làm cho con người thật sự phân biệt cần phân biệt cần rối ràng cần đi xa với cái tính chất của cái bản thể của cái sự sáng suốt và không bao giờ chúng ta có thể giác ngộ được Đó. cho nên cái điều này rất quan trọng trong khi chúng ta tồn tại chúng ta còn sống đây cho nên những cái bài từ từ trước đến nay chúng ta hay thỉnh thoảng nhắc về cái vấn đề những cái đặc tính như là nghe, thấy, biết và cái cái những cái khoảng để chúng ta làm bừng sáng lên cái tầm nhìn. Ừ. Cũng như chúng ta thấy đây hay là đó và chúng ta thấy được cái khoảng cách, thấy được cái thấy chẳng hạn đó. Nó giống như là em đát chúng ta thấy ta là cái đó. Đó. Ừ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là chúng ta khi thấy thì chúng ta thấy là cái ta cái ta thấy thành chúng ta không thấy việc cái thấy và nếu chúng ta là thấy việc cái thấy thì cái cái can nó bị trần làm mù tối tức là bị cái tướng trạng tức là cái tiền trần nó che đi và chúng ta không thấy được chúng ta không biết nó là cái gì cho nên bắt buộc chúng ta phải dùng cái danh vì thế cho nên cái danh nó lắng nó làm mất cái sự thật đi Thành ở trong Duy Thức Chương có nói là danh thực lẫn nhau làm khách, tánh kia phải tầm tư. Tức là cái danh và cái thực nó lẫn lộn khiến chúng ta vì cái danh mà chúng ta không thấy cái thực. Tức là chúng ta vì cái con người, vì cái tên người mà chúng ta không thật sự biết về con người. Và nếu chúng ta không có tên người thì chúng ta thấy cái hình dáng của cái con người thì chúng ta cũng không biết về con người đó. cho nên những điều này chúng ta biết một con người thật tức là chúng ta biết cái nguồn gốc của nó thì chúng ta nó gọi thông thường là chúng ta biết mình là ai nhưng mà điều này chúng ta nghe nhiều hoặc là chúng ta học nhiều nhưng mà thật sự nếu mà bây giờ đưa ra để trắc nghiệm thì thật sự chúng ta không nắm được rất khó khăn nếu trường hợp riêng tư nào đó mà chúng ta quyết định chúng ta phải biết điều đó thì sẽ có người nói cho chúng ta điều đó à, cũng như nếu thật sự chúng ta muốn tìm một vị thầy thì vị thầy sẽ có bên chúng ta còn nếu chúng ta không có cái thực tâm mà muốn có một vị thầy thì thì chúng ta không bao giờ gặp được vị thầy đó ấy cả à, cũng như cái tâm của chúng ta đó nếu chúng ta thật sự có một sự tha thiết muốn trở về muốn hồi phục được cái quê hương cái cái bản tính thật của chúng ta để chúng ta chấm dứt một cái cuộc lang thang vô định nên là như là một người viễn khách đi mãi mà không biết quê hương mình ở đâu cho nên nó là tâm không dừng như lữ khách rủi dâm thân không định như cửa nhà thay đổi chúng ta thay đổi từ nam đến bắc từ đông sang tây từ cái hành tinh này của hành tinh kia từ cái hệ mặt trời này đến cái hệ mặt trời kia chúng ta đi trong vô lượng vô số kiếp lang thang mãi trên con đường vô định thật sự là nó khủng khiếp lắm nhưng mà chúng ta không biết đó bởi vì chúng ta từ một, là một hột bụi lang thang trong cái không giới vô cùng vô tận này chúng ta mang một cái tâm mơ mê muội u tối và chúng ta cứ nghĩa là chúng ta đang có đây chúng ta như thế này chúng ta như thế kia chúng ta không thể tan biến được cái, cái tâm thức đó cái ý nghĩ đó và những cái 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 lời lẽ không chính xác đó. Thì trong cuộc sống chúng ta rất là khó Nhưng mà khi chúng ta đã qua đời rồi Chúng ta tắt thở rồi Thì chúng ta không phải là Là diệt tặng Chúng ta không phải là một cái sự biến mất Cũng không phải nó không phải là Nó là trở thành vật chất Trở thành vật chất Cái gì là vật chất Còn cái không phải vật chất Thì nó không thể là vật chất được con, Trong con người Nó có cái không vật chất trong vật chất nó có cái không vật chất cũng như trong linh hồn nó có cái không phải linh linh hồn thì đó là cái sự giác ngộ trong vật chất nó không phải là vật chất thì cái đó nó vượt qua cái cái sự hiểu biết về năng lượng về tất cả những cái vi phân tử bởi vì cái gì mà nó còn cái vi trần hay là như trong kinh phật nói là thố mau đầu trần lăng hư trần vi trần tức là những cái tính chất như là không trần tức là nó cái trần đó nó bằng như hư không cái bụi đó hư không chúng ta không thấy được không biết được thì chúng thì chúng trừ khi chúng ta phải trở thành nó thì chúng ta mới biết được đó là một cái công cuộc trên cái con đường thiền quán tức là con đường nhận diện lại cái bản thể chúng ta nó nó rất cao rất siêu nhưng mà thật sự đó là con đường của chúng ta và khi chúng ta nhận cái điều đó là nhận lại chính mình chứ thật sự chúng ta không phải nhận một cái gì mà mà không liên quan nhưng mà chúng ta chưa biết cái tầm quan trọng đó nó như thế nào thành cái 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 nó không tạo thành một cái sức hút nó không tạo thành một cái lực uh, ham muốn dục như ý túc chúng ta không có cái dục như ý túc thì chúng ta cũng không có cái tính chất tinh tấn như ý thức và cái tri thức nó không có liên tục để mình nó sanh ra cái, cái trí tuệ nhận thức, đó. vì thế cho nên khi, bây giờ chúng ta đã qua cái đó rồi, bây giờ chúng ta đã tắt thơ, cái tim chúng ta đã đứng, nhưng mà ở trong như trong một giấc mơ chúng ta vẫn thấy mình có cái thân, mình tồn tại. Chúng ta vẫn thấy mình lãng vãng, mà giống như là mình có sự tự do hơn. Nhưng mà thật sự mình không biết là ai, mình không biết là cái gì. Và nó hiện ra, từ đó mà nó sẽ ảo ảnh, nó, nó, nó phóng hiện ra những cái màu sắc hình hài hoặc cái này cái kia. Thật sự nó là biến đổi, chứ không có gì. Cho nên cái điều này chúng ta phải bắt đầu nhận diện lại. Chúng ta nhận diện cái này, thật sự là nó rất cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta không nhận diện được, thì trong chỉ chốc lát thôi trong một tích tắc hay là trong một khoảng thời gian mà chúng ta không thể lượng định được thì chúng ta là trở thành một con người hay là một con vật bốn chân hay là con ngạc có cánh để bay trên hư không cái điều đó nó sẽ xảy ra một cách dễ dàng nó xảy ra không khó khăn gì cả cũng như chúng ta đứng ở trên một cái cái bếp tàu và vô số cái con thuyền và chúng ta không có rõ ràng là con thuyền đó để đi về cái phương hướng nào. Nhưng mà trong lòng chúng ta chúng ta cũng cũng mơ hồ, chúng ta muốn một cái gì đó đi về một con thuyền đó. Rồi cái trong cái những cái mơ hồ cái cái lòng muốn của chúng ta nó nó sinh ra một cái tưởng lầm là con thuyền này nó có đi về cái hướng mà chúng ta đã định, Hay là con thuyền kia. Trong cái tưởng tượng nó sáp nhập. về cái phương hướng, về cái, cái hướng đi và về cái hành động của nó cho nên nó bước lên một con thuyền nhưng một con thuyền đó có khi chúng ta muốn đi qua Âu Châu thì nó là qua Phi Châu hay là qua Trung Đông hoặc nó đi đâu đó bởi vì chúng ta không nhận diện bởi vì con thuyền đó nó là con thuyền đến để, để đón chúng ta nhưng mà nó đón chúng ta nó cũng đón rất nhiều người vì thế cho nên rất nhiều con thuyền mỗi con thuyền nó, nó đón theo cái hướng chúng ta à, theo những cái 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 chỗ cũng giống như là mỗi cái chuyến bay nó chúng ta đã cầm trên tay cái vé đó rồi nhưng mà chúng ta loạn quặn chúng ta không biết và dạ, tự như chúng ta bước lầm ở trên một chuyến bay nào thì thật sự chúng ta cũng rất khó trở lại chúng ta đây chỉ nói một cái sự sai lầm thôi chứ chúng ta ở trong phi trường thì không thể bước lầm được bởi vì không ai cho chúng ta có cái sự lầm lẫn đó được đó. nhưng mà ở trong cái cái trung ấm trong cuộc sống thì thì tất cả mọi người đều ở trong cái trung ấm đó cho nên mọi người cũng lầm lạc tất cả người mà chúng ta thấy đó cũng giống như chúng ta nó cũng mờ mịt thì không có ai có thể hướng dẫn cho chúng ta được cả cho nên chỉ cái chỉ cái thân đó nó tự có sự tỉnh thức nó có sự ý thức mà muốn có sự tỉnh thức, ý thức hoặc là nó có sự nhận diệt để xác nhập thì là chính là đã trong cái khoảnh khắc mà chúng ta biết được cái lý thuyết, chúng ta biết nghe được cái cái cái, cái, cái giáo lý này. vì thế cho nên chúng ta nghe giáo lý này chúng ta có ý thức cũng như chúng ta sẽ đi ra bên cảng đó chúng ta tìm một người thân hay là tìm lại một cái gì chúng ta thì chúng ta đã được giáo dục được, được người chỉ đó là cái gì cái dấu hiệu nó như thế nào thì chúng ta mới có tìm được. Cho nên chúng ta học về cái thuyết trung ấm này, tức là nó làm một cái 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 cái, cái nghiệm cho chúng ta để chúng ta nhận diện và cái hướng đi của chính mình. Chứ chứ không phải là chúng ta học để mà lý thuyết. Cho nên vào lúc đó phải nhớ lại các lời giáo huấn về sự đối chiếu mà vị thầy của con đã dạy cho con, nếu con nhớ được ý nghĩa của các sự đối chiếu ấy, con sẽ nhận biết tất cả các hào quang sáng chói trên con như là phẩm ánh sáng nội tại của riêng con, tức là những cái hào quang mà mình phóng hiện hay là những cái ánh sáng đó thật sự của chính mình và lúc đó mình là tất cả cho nên nếu có một cái gì sanh ra thì cái đó nó phản ứng mình. Ví dụ nếu mình sắp sanh thiên thì mình thấy những cái bông hoa, lầu, cát hay những cái gì nó vui vẻ. Thì thật sự là cái nghiệp của mình và đồng thời cái cảm ứng như vậy nó hiện ra. Chứ không phải là chư thiên đến với mình. Nhưng mà khi mình nhập vào cái đó thì mình sanh thiên. Còn mình thấy một cái cái không khí nó có cái tính chất u tối. Nghĩa là màu sắc ảm đạm hoặc là cái gì đó nhưng mà lúc đó mình thích tự nhiên là sanh ra cái ý thích bởi vì cái đồng cảm mình là mình đến với cái chỗ đó mình phóng hiện vào chỗ đó thì là mình đi đầu thai vào những cõi khác ví dụ ngạ quỷ a tu la gì đó nhưng mà cái tính chất phát hiện đó không nhất thiết là ánh sáng mà là những cảnh giới và những cái điều khác lạ cho nên ở đây người ta đã nhìn suốt và Người ta đã dạy mình nói để cho mình biết cái đó là cái gì. Rồi khi mình gặp đó mình mới có sẽ quyết định được. Đó. Mình sẽ nhận biết tất cả các hầu quang ánh sáng chói trên như là phẩm ánh sáng nội tại của của chúng ta. Và một khi mình đã nhận ra chúng như nhìn nhận các bạn thân yêu của mình thì mình sẽ tin tưởng vào chúng nó và ta sẽ hiểu sự gặp gỡ chúng như là một đứa con gặp lại bà mẹ của nó đó là cái chuyện chúng ta tự nhiên hợp nhất mình biết lâu ngày mình biết nhưng mà vừa mình nhận định được thì cái hành động chúng ta là mình chạy tới mình ôm chùm lấy, lấy cái bà mẹ của mình cái điều đó cũng như chúng ta vừa nhập vào đó thì chúng thì nó nghĩa là mẹ tức là con con tức là mẹ gọi là ngôi cha ngôi con nó trở thành sự hợp nhất thì lúc đó nếu là ngay cái phút ban đầu mà chúng ta nhận cái hào quang cái ánh sáng của pháp thân trắng toát đó thì chúng ta nhập vô đó thì chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành giải thoát cũng như là lúc sống mà chúng ta nhận sự giác ngộ thì sự giác ngộ là chúng ta và chúng ta không thể có cái gì khác hơn cái sự giác ngộ ở trong mọi tinh thần vật chất trong thịt tướng và tánh trong tất cả chúng ta đều giác ngộ nó chỉ có cái không mê làm giới hạn còn tất cả sự sai biệt đó thì thì nó không không tổn thương đến chúng ta được cũng như nếu chúng ta ăn mà chúng ta biết cái chỗ không nhiễm rồi thì tất cả nó đều thành chai tức là nó thành tịnh còn nếu chúng ta ăn mà chúng ta nhiễm thì tất cả nó đều thành mạng cho nên cái chai mạng có một lần tôi cũng có nói với những người hiểu biết ở trên thành phố như vậy À. cho nên cái cái điều đó nó vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta không phải là thay đổi cái hiện tượng thay đổi sự vật nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi tâm thay đổi tâm thì sự vật cũng thay đổi ừ. cũng như giống như là chúng ta bị một cái bệnh nào đó cái cơ bản là bởi vì cái máu huyết và cái thức ăn chúng ta đưa vào không tốt bây giờ nó không có gì cả Thật sự bây giờ một trong những nguyên tắc đó là chúng ta dừng lại dừng lại nó không tiếp thu cái 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 thực phẩm ở trong thực phẩm nó có một cái độc tố và nó làm cho chúng ta bệnh hoạn chúng ta dừng lại cho nên gọi là cái cái pháp tuyệt thực cái pháp nhận ăn cho nên đói thì nhịn ăn à. thì tức là bớt thôi chứ không có cái gì cả nhưng mà chúng ta không hiểu rõ cái lý thuyết đó À, cũng như giống như chúng ta bị sanh tử bị rối loạn thì chúng ta bỏ dừng lại cái sanh tử dừng cái rối loạn dừng cái niệm bỏ cái cái sự mơ ước bỏ tất cả những cái thức phân biệt thì chúng ta nhập vào cái tự thể đó cũng như chúng ta nhập vào ở trong cái không tánh ở đây cũng giống như cái thân thể chúng ta nhập vào cái nguyên lý trung hòa của máu ở cái na chi và cái ly cái na ca nam ở trong cái dương nhưng mà nếu chúng ta không biết chúng ta không thể theo cái 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 cái, cái đế đạo được thì bây giờ chúng ta phải ăn kiêng và chúng ta phải ăn dương nó đủ cái cái ba dương ví dụ như gạo lứt muối mè chúng ta nhai nhỏ và với nước bọt thì nó cũng thành ra ca năm cái hiệu số nó như vậy thì chúng ta cũng hết bệnh à, đó còn nếu không không chúng ta không chữa về đế đạo chúng ta cũng không, không chữa về đường bưu về cái vương đạo thì bây giờ bắt buộc chúng ta đau đau thì thuốc đó đau đầu thì uống thuốc đau đầu đau bụng uống thuốc đó, gọi là bó đạo đó. cho nên chúng ta chữa về bó đạo cái sự tu hành thì chúng chữa cho cái tâm chúng ta cũng vậy thôi đó. nếu mà chúng ta dị nhan cũng giống như chúng ta trở về với cái vô niệm thì tự nhiên chúng ta sẽ không có sinh tử nữa không có không có vọng tưởng và chúng ta chúng ta thấy được cái tánh sáng đó. Đó là cái cái sự thấy tánh, cái sự đồng với sự giải thoát. Và ví dụ như chúng ta không được nữa thì chúng ta nhìn có pháp như kinh viên giác nói là như chính nó, như chính cái sự thật mà chúng ta không sanh ra vọng khởi, không sanh ra niệm phân biệt thì chúng ta cũng cũng có thể nhận bản thể được. Nhưng mà chúng ta lại không tin và cũng không ai dạy cho chúng ta điều đó hết cả. Cho nên chúng ta cũng không ăn được đúng pháp. Thì bây giờ chúng ta phải cái bệnh đau thì thì thuốc đó. Thì cũng như là chúng ta ở trong cái bệnh gì thì chúng ta tu. Hãy chúng ta nhiều đức tin, nhiều cái sự thanh tịnh về tiếng can. Thì chúng ta phải phải niệm Phật. Thật sự ông Phật đó là chúng ta. Nhưng mà bây giờ bây giờ chúng ta niệm Phật thì chúng ta mới thấy nó trừ với cái không Phật còn chúng ta rối loạn thì chúng ta lại phải thiền phải thấy thấy cái cái bản chất thật của nó nếu không có định thì chúng ta không thấy cho nên chúng ta phải nín hơi nhịn hơi đủ làm đủ thứ để chúng ta có định nhưng mà khi chúng ta định rồi chúng ta nghĩ lại chúng ta biết con người không có ai mà không có định nếu không có định thì làm sao chúng ta có loạn được nếu chúng ta không định thì làm sao chúng ta biết chúng ta loạn được nó ở trước mắt nhưng mà chúng ta đâu có thấy được nếu mà chúng ta nhận định có người nó có định thì thật sự chúng, chúng ta cũng thấy được cái tánh biết. Cho nên cũng có huệ, cho nên định huệ đó là nó mới thật. Còn cái định nó có thể là chánh định tà định, có thể là chánh đạo tà đạo. Nó sáu mươi, mấy thứ ngoại đạo đều tu thiền định hết cả. Nhưng mà không phải là Phật tính không nhận được cái cái định của cái tâm tự định. Cho nên nó là có ba thứ định là thiên sanh định vũ thái định thiên sanh định và tu hành định tu hành định là cái thứ mà nó kém nhất còn chúng ta nhìn thế giới này nó đã đã là thanh tịnh đã định rồi thì tâm của chúng ta cũng định và chúng ta nếu mà nhìn được thấy được cái bản thể nó định rồi thì chúng ta không cần định nữa nó đã định trước chúng ta nếu chúng ta nhìn một gốc cây chúng ta nhìn một sự vật thì thấy nó đâu có nói gì đâu nó có gì đó nhưng mà chúng ta chỉ vừa thấy đó là chúng ta đã đã vọng tưởng đã cái khác rồi chứ chúng ta không yên lặng thấy cái không nói của nó vào cái cái không không tâm của chúng ta đó. cho nên sự vật nó đâu có ngôn ngữ đâu, đâu có cái gì đâu mà tại sao chúng ta lại sanh ra đủ thứ chuyện Cho nên Rich nó một tí ở mới nói hãy nhìn một gốc cây. Nếu chúng ta thấy thực sự một gốc cây thì chúng ta sẽ thấy được cái cái tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn chúng ta đâu có thấy gốc cây. Bởi chúng ta nhìn thì chúng ta đâu có gì đó là một gốc cây. Bởi vì chúng ta nhìn là chúng ta nói là một gốc cây rồi thì chúng ta đâu có thấy gốc cây nữa đâu. Khi mà chúng ta không nói gốc cây và không có gì thì chúng ta mới thấy cái chính thực của cái đang là cái như 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 thị đó. Thì khi chúng ta thấy cái đó, nhưng mà thực sự cái thấy đó nó ở trong chúng ta, nhìn ra thì chúng ta đã thay đổi cái nội thức rồi. Mà khi đó chúng ta phản hồi, phản hồi chừng chỉ như là một cái mà cãi móng tay thôi, đó. thì chúng ta liếc ngộ. Nhưng mà điều đó, thực sự chúng ta không không thể tin được khi chúng ta không có trạng thái tâm đó. Mà giả tỷ chúng ta có trạng thái đó thì chúng ta lại mơ hồ, chúng ta lại sanh ra cái nghi, cái này là cái gì? Hoặc là từ cái không biết đó thì chúng ta là muốn biết, muốn có cái gì đó. Nó lạ vậy, chúng ta không thể ở ở yên trong cái không là gì được. Và chúng ta phải muốn biết đó là cái gì. Và chính điều đó nó sanh tâm, nó sanh thức. Đó. Thì ở trong cái trung ấm này cũng vậy. Tất cả mọi việc nó là dễ dàng hơn khi chúng ta chết. À, tất cả những cái thô tháo, tất cả những cái cặn cáo của đời sống đó bây giờ nó trở lại cái nguyên vị của nó à, nó cũng như sự vật mà khi nó đốt cháy ra thì cái năng lượng và tất cả sự vật nó đều thành ngọn lửa à, nó nó đều thành cái cái trong cái tứ đại thực của nó à, cho nên trong cái gió lửa đất nước của nó nó đã thành biến đổi à, thành một cái 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 không gian sáng rực như là ngọn lửa hay là một như một dòng nước, hay là một cái 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 không khí của gió, của của lực. Ừ. Hay là một một vật ở vi tế như là một cái hạt nhân. Nhưng mà thực sự hạt nhân không phải là cái đơn vị cuối cùng của vật chất đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy tâm với vật thực sự nó nó không thể tách rời ra được. Ừ bởi vì do cái nhận diện của chúng ta nó thành tên thành thành cái đổi khác thành cái sự phân biệt do cái thức chúng ta chúng ta nhìn một vật một vật đó nó nó sẽ thay đổi và khi chúng ta còn nhìn nó thay đổi chúng ta biết nó không không biết là cái gì nếu chúng ta nhìn một sự vật lớn thì vật vật lớn đó chúng ta sanh ra cái cái không biết và cái biết còn chúng ta nghiên cứu về một vật nhỏ Thì chúng ta không hiểu rõ nó là cái gì Ví dụ giống như một cái phân tử, nguyên tử Nó không phải là là một cái hạt hay là một cái vệt sáng Hay là một sự biến đổi Đó, Tôi đã từng đọc những cái sách về khoa học Về hiện lượng trong vật lý Tôi thấy cái trường hợp nó xảy ra trong những cái phòng nghiên cứu của, người, của những nhà khoa học đó. vì thế cho nên do như vậy bởi vì trong đó nó pha trộn cái nhìn của chúng ta nó nó sinh ra vật chất nữa bởi vì trong cái nhìn chúng ta nó có cái hiện tượng của vật Và nó sinh vật nếu cái nhìn của chúng ta chúng ta đưa một cái gì ra thì nó cái đó nó sẽ thành đó, đó là cái phương pháp mà giống như người xưa người ta luyện về tuyên thuật người ta, ta luyện về đạo hay là người ta luyện kiếm người ta cứ dùng cái tư tưởng đó. một hồi thì cái tư tưởng nó sẽ hình thành ra vật chất đó. thì bây giờ ở trong giấc mơ hay là ở trong trung ấm khi chúng ta đã chết chính cái thức tưởng đó chính cái nghiệp đó nó hình ra nó bùng ra bởi vì cái, cái lực của phật tánh cái lực của cái tánh giác nó nó không thể không biết nhưng mà nó còn mờ nó không nhận diện ngược lại chính nó cho nên nó thấy cái kia là là cái gì và nó nó trở thành một đối tượng nó trở thành một cái nhị nguyên của cái cái gì vì thế cho nên nó luôn luôn nó bị sai nó sai trong nguồn gốc của nó và nó sai khi khi nó ra ngoài chính nó vì thế cho nên nó có những cái nó rất lạ cũng như giờ, ví dụ bây giờ tôi nói chuyện Rồi tôi quên đi Rồi có khi mở cái máy đó Mở ra cái bài đó tôi nói Ai nói tiếng nói mà giống mình vậy Nếu một lúc nào tôi mê mơ màng Hoặc là tôi tôi nói, nói này giống giống mình Giống cái lý thuyết của mình Nhưng mà tôi thấy mình ở đây mình đâu có nói đâu Bây giờ cái trí tôi nó quên đi cái thời gian Nó quên đi cái khoảng của đồng Giữa bây giờ và khi nãy thì tôi thấy cái đó không phải là mình và cái âm thanh ngôn ngữ đó nó giống mình bởi vì cái giống nó là do tôi nhớ lại cái nhớ lại là tôi đang sống trong cái bây giờ cái cái có của của thức của vật vì cái cái có đó cho nên nó đọ với cái kia nó thấy nó giống nó có nhiều cái hiện tượng cho nên chúng ta nhìn ta, ta nhìn là chúng ta cũng như tìm người hay tìm vật chúng ta có thể làm và chúng ta có thể nhìn đúng trong cái sự chính xác để nó phục hồi trở lại vì thế cho nên cái tâm mà nó nó mê muội nó hay hoảng loạn và cái nhìn đó nó không tránh xác cũng như giống như nó loạn thị hoặc là loạn kêu về cái nhĩ can chúng ta nghe sai lầm chứ không phải là cái tiếng nói hay âm thanh đó sai lầm vì thế cho nên chúng ta nghe và trong cái tưởng của chúng ta không chính xác cũng giống như chúng ta học về ngoại ngữ cũng vậy có khi chúng ta nghe không rõ hoặc là người phát âm nó không chính xác và chúng ta lặp lại không đúng cho nên chúng ta trở thành nói sai có khi nó đúng đúng nhưng mà nếu chúng ta nói với cái người nước ngoài thì thì người ta nghe là không đúng Đó. nhưng mà chúng ta thì chúng ta thấy nó đúng cho nên tất cả những sự đúng sai tất cả mọi cái đó đều là một cái lầm lẫn của cái thức nhận diện của chúng ta chứ không có gì trên ừ. mọi khi đã nhận ra chúng như nhìn nhận các bạn thân yêu thì chúng ta sẽ tin tưởng vào chúng và như như nói là như là chúng ta là con sẽ hiểu sự gặp gỡ chúng như là chúng ta như là gặp mẹ hay là chúng ta như là cái tình của một người con gặp mẹ chúng ta gặp được chính nó cứ gần mẹ và con thì nó sẽ hợp nhất cũng như giống như người ta nói ngôi cha ngôi con và ngôi thánh thần nó thật sự là một thôi nhưng mà chú ch chú phân lại và để chúng ta hợp lực lại thì chúng ta mới thấy cái sự tan hợp nó nó chỉ là sự biến đổi thôi uhm. tin tưởng vào vào bản tính không biến đổi của chân lý thánh thiện thanh tịnh con sẽ làm lưu chuyển trong người con dùng đại định yên tĩnh và một khi đã tắm mình trong thánh trí hoàn toàn thành đạt thì con sẽ thực đạt được thực trạng phật phật đà trong thể báo thân ừ. cái pháp thân thì nó 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 mênh mông nó vô tận nó như một cái không gian mở toàn diện và ở trong đó nó có những cái cái tính chất nhuyễn thể tinh tế của thức à, nhưng mà trong cái cái báo thân thì nó là như là một cái hiện lượng gì mà nó đã đậm lại đạt lại và có một cái gì đó đó. vì vì thế cho nên cái cái tâm chúng ta ví dụ chúng ta có một cái tinh thần hội họa là chúng ta có thể họa ra nhiều bức họa vẽ ra nhiều đồ nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ họa một ông phật hay là họa một con quỷ thì cái đó là chúng ta tự tạo thành một cái báo thân thì nó là như vậy Hay là trong khi nó trở thành một cái cái hiện báo quả báo hay là một cái, cái báo lực của cái vấn đề đó cho nên đồng thời với sự phóng xuất các hầu quan thanh trí các luồng sáng thuộc ảo tưởng bất tình của sáu đường cũng sẽ chiếu đến chiếu đến lúc đó không phải mình ta bởi vì tất cả mọi chúng sanh nó lang thang ở trong cái vòng mắt xác, mắt mắt thân và nó trở thành trôi nổi gọi là giống như những cái linh hồn đó nó trôi nổi và nó tự phóng ra vô số những những cái sự ảo ảnh nó nghĩa là nó phát xạ ra vô số những cái ánh sáng mờ nhạt hoặc là đậm hay là lợt hoặc là cái 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 màu sắc tùy theo cái nghiệp cho nên cái nghiệp đó nó phát xuất ra những cái màu sắc ban đầu cho thầy cái màu sắc ban đầu thế giới này thực sự đầu tiên nó cũng là một cái màu sắc trong cái màu sắc đó nó có cái âm thanh hoặc là người ta nói từ âm thanh hoặc là từ màu sắc đó là những cái nguyên lý đầu tiên nó nó hiện ra cái mà chúng ta có thể chạm được gọi là vật chất cho nên nó là cái quang ảnh những cái hầu quang những cái chập trùng của cái sự phóng phóng xạ cũng như là cái cái móng vậy đó nó chỉ là màu sắc cho nên nó tan nó hợp chúng ta không không rời động được nhưng mà cái nhìn chúng ta thì có thật cho nên những vị mà họ tu có khi họ họ thành móng, họ bay mất. Ở đây hồi còn nhỏ mình đọc về chuyện phong thần nó rất nhiều. Bởi vì tôi đọc rất sớm, tôi đọc lúc rồi. 9 10 tuổi hay là chừng mấy mười mấy tuổi đó. Bây giờ nó quen nhiều. Chứ trong nó nói về những cái người mà giống như họ quá móng. Nó, nó rất nhiều. Cho nên thế giới này hoặc là nó kết từ cái âm thanh hoặc là kết từ những cái cái màu sắc ánh đầu tiên. Và tự nó lần lần nó tu tập lại trong cái tính chất dao động rất là lớn. Ví dụ như chúng ta thổi một chút bọt qua cái ống 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 hút hay là ống đu đủ, chấm một chút bọt xà phòng chúng ta thổi thì chúng ta thấy thấy cái bong bóng, bóng nó cũng mang cái cái vật chất nhưng mà trong khi nó rất nhuyễn nó giống như cái thể khí và khi nó ra khỏi bóng thì nó quay bởi vì nó không quay thì nó không được nó nó quay và nó cần nở nở rằng nhưng mà cũng vừa với với cái cái độ của của nó ừ, cái tính nghĩa là cái cái gọi là vật tính của nó ở trong cái cái màu sắc thì chúng ta thấy những quang ảnh bởi vì nó dọi qua cảnh sáng nhưng mà cái thân của chúng ta cái thức của chúng ta nó vẫn có những cái ánh sáng như ở trong kênh này nói tất cả đều là do mình sanh thôi là tùy theo cái nghiệp mình sanh mà cái hầu quang đó hoặc là nó nhiều màu sắc hoặc nó đậm nhạt hoặc nó thái thành thành ra vô số vấn đề nếu chúng ta nhận diện được cái đó cũng như bây giờ chúng ta nhận diện diện được cái thực tánh hay là cái kém hơn là chúng ta nhận được cái thức ý thức và kém hơn nữa là chúng ta nhận diện được cái cái niệm và kém quá chừng thì chúng ta nhận được cái cái đặc tánh của mình là như thế này mình là cái người tốt người xấu người hung người dữ hay là cái người trí người mê đó là cái cuối cùng của 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 xã hội chúng ta đều nhận được vậy mà có người cũng không nhận được điều khá hơn nữa thì chúng ta mới nhận định từ cái, cái đặc tánh riêng uhm rồi mình mới phân biệt được cái chỗ cái tri thức trí ngu gọi là cái sở tri của mình như thế nào thì mình phát tác mà cái nguyên lý nó là cái nghiệp là thói quen thói quen đó là trước hoặc là mình đã tập tành hoặc là mình đã, đã học mình đã biết hoặc là ai dạy cho mình hoặc là mình bị cái cái sự ảnh hưởng của một cái cái, cái nơi mình đã sống hoặc là con người mình liên kết nó không bao giờ có cái gì của mình hết cả bởi vì không có cái cái tự thể không có tự mình nó là một một cái cái tính chất nó liên hợp nó nó nối kết ở ở trong tính chất gọi là nhiễm sắc thể của nó và nó biến đổi ngay cả cái đặc tánh của mình cũng không có thật đâu mình không có cái tánh gì hết cả mình chỉ có cái phật tánh mà phật tánh thì thực sự nó là vô tánh là cái nguyên lý thật cho nên nó không bao giờ nó thay đổi được cả <laughs> cho nên nếu con người mình nhận diện được đến nước đó thì tất cả hiện đời chúng ta sẽ vượt qua rất nhiều cái khổ không nói là chúng ta gần như là thoát khổ và khi chúng ta bỏ sát thân thì là giải thoát toàn bộ còn bây giờ thì chúng ta giải thoát bắt đầu những sự rắc rối những sự phiền não những sự liên hệ nghĩa là nó ồn ào trong cuộc sống những sự ngu xuẩn hoặc là những cái sự gọi là những cái sự lo âu nghĩ ngợi sợ đói sợ khát sợ thiếu sợ đủ sợ đủ thứ trong tâm rồi phải vắt thân ra nhảy tối ngày chỉ, chỉ, để phù cho nên cái sợ nó đi trước cái lo đi trước bởi vì có một cái gì nó hù dọa mình dữ lắm nó thật sự tôi thì tôi cũng xấu tính tôi cũng dễ đói hay dễ khóc lắm nhưng mà thật sự hồi giờ tôi chưa bao giờ biết sợ đó nó giống như là hồi vậy đó. cho nên hồi mình mới tìm được cái hang mình ở hay là này kia đó là cái đó nó bắt đầu nhưng mà nó cũng có trước đó rồi nó giống như con người mình nó gọi là bạc mạng mình không có lo nghĩ này kia cho nên đến khi nó có cái gì thì nó nó thấy cảm giác cũng như nhất là cái thời mà tôi niệm phật đó là hoàn toàn tôi không có nghĩ là mình ăn hay là mình đi tắm hay là cái gì đó. nó không có nghĩ trước nó tới ép dồn ép quá thì tự nhiên mình thấy khó khăn là mình cũng y tắm nhưng mà rất lâu có thể năm 10 ngày bốn năm ngày ít nhất là ba bốn ngày vậy chứ thật sự là... bởi vì nó, lúc mà cái tâm mình nó dừng nó yên lặng nó cũng không có bị cảm giác bức xúc cho nên nó không khó khăn còn còn cái 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 nó mạnh quá mà nó tu đó nó niệm phật đó thì giống như cái, từ cái tịnh quá cái đầu mình rồi á, thì cái cái cảm giác của mình nó nhẹ lần vì thế cho nên cái cái tính chất bầu bọt của cái đói nó có xảy ra ở trong cái cái tính chất của xúc nhưng mà cái xúc của mình bây giờ nó là ảnh hưởng cái cảm giác thanh bay thanh tịnh và trong sáng và vui tươi nhiều hơn bởi vì cái xúc này là cái khổ xúc của đói khát của đời sống nhưng mà cái điều đó khi mình tu mạnh mẽ quá thì nó không xảy ra hoặc nó xảy ra rất ít cho nên mình không có nghe đói hay hay là nghe những cái sự bức bách của của thân xác và khi mà trước khi mà tôi tôi tu hồi xưa đó thì tôi là một người rất khấu ăn rất đói khóc bởi vì cái cơ thể tôi rất mạnh một ngày có thể tôi nhiều ngày tôi sống tôi cứ nhai trái ổi xanh hoặc là trà là sim ở cái vùng tôi nó rất nhiều những cái trái rừng như vậy đó mà tôi thấy nó rất là sung sướng khỏe mạnh không nghĩ mà có khi không ăn con nó cũng quen luôn cảm xúc về ăn nó rất ít nhưng mà thật sự mình mạnh khỏe nhưng mà bởi vì mình mình giống như là mình không đặt thành cái món ăn quan trọng cho nên mình đi chơi để nổi tới bữa ăn mình cũng quen luôn phải có người đi kêu hay là cho yeah. mình nhớ lại tại sao mình bởi vì nó chỉ là cái 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 thọ khổ khổ thọ hoặc là khổ ấm nhưng mà mình bị một cái cái khổ khóc tức là cái vui chơi cái lạc ấm nó quen đi đó. vì thế cho nên cái khổ ấm nó nó bị khuất lấp chứ không phải nó không có khổ ấm thọ ấm cho nên cái khổ cái thọ đó nó, nó làm cho mình sợ hoặc là mình ưa hoặc là mình tạo thành một cái tính chất lưu niệm của cái cái cái, cái tính chất cái bộ nhớ đó. còn cái sự xảy ra đó là tương tục của cái nghiệp mà mình cái thấy biết của mình nó trở thành cái sự nhận diện. Mà mình nhận diện cái đó mà mình cứ lầm tưởng là tôi, cũng như mình lầm tưởng cái hình hài này là tôi. Nhưng mà mình không biết là do những cái nguyên lý nghĩa là nó nó ẩm ướt, à, nó 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 cũng như lửa hay là nước hay là vật chất nghĩa là vi tế hoặc là sức chuyển động gọi là trong kinh nói là tứ đại đó đất nước gió lửa đó. thành mình học ở, ở tiểu học phật giáo đó ta dạy mình đó. tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội tuy rằng bốn đại giữ gìn mà thường hay chống trái bởi vì trong đó nó là cái vô thường cho nên gọi là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ tiêu tùng tịch vong sắp nay gì thế đó. nghĩa là sớm còn tối mất mình liền qua đời đời khác nhưng mà mình đâu có sợ đâu có lo đâu cho nên cuộc sống này nó chỉ có cái mình biết ra mình hiểu biết ra và mình xét lại mình thấy lại thì mình mới có thể biết là cái gì nhưng mà cái biết của mình thì nó luôn luôn nó vướng trên những cái chuyện mình cho là thật hơn tức là đời sống hay là những cái như là tinh thần thì nó luân lý đạo đức triết lý đủ, đủ thứ chuyện nó 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 thực sự nếu mà nói theo cái chân thật thì cái chuyện đó nó là cái vỏ còn cái nghiệp mở nhỏ thôi còn cái nghiệp là một cái tính chất mà cái thói quen đem đây mở nhỏ lại trong khi ta giảng thì ta... ai gọi gọi điện thoại thì cứ để người ta nghe luôn mở to đi nữa không để lại giảng thế vậy này. hả Ừ. Ừ. cho nên chớ nên buông xuôi chúng ta phải có một cái sức mạnh nhận diện đó là cái sức mạnh của thiền đó. tức là luôn mà đối diện và nhận xác trong tất cả sự xảy ra dù là một tích tắc dù là một khoảnh rất ngắn ngủi trong tâm chúng ta khi chúng ta nhận diện chúng ta thấy như vậy thì nó sẽ cắt đứt tất cả sự liên kết từ cái liên kết của niệm cho đến liên kết cái của cái sự cái xác định của biết cái gì, nghe cái gì, bởi vì cái gì đó nó không có thật. Cho nên do như vậy chúng ta bị cái tính chất sự thật cũng như chúng ta bị cái tướng sự thật, chúng ta cho nó là cái tướng thì cái nhìn của chúng ta nó xác định đó là cái tướng và cái sắc màu này kia đó. Nếu mà chúng ta quên đi, chúng ta vượt qua cái sự phẩm định cái 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 đánh giá nó cái gì đó thì chúng ta nhìn như là chính cái sự vật đó và khi mà chúng ta thấy chính cái chính cái đó rồi thì chúng ta thấy là do cái nhìn chúng ta thì nó mới sanh ra cái chính xác cái chính cái, cái cái chính và cái sai thì do cái nhìn và chúng ta xóa cái nhìn nữa thì thật sự chúng ta không là dễ cả ừ. cũng như cái trong cái tính nghe chứ chúng ta xóa đi cái 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 đối tượng thì chúng ta nghe cái nghe rồi xóa đi cái nghe thì chúng ta thấy được cái tự tính Nhưng mà cái đó cũng giống như là một cái bí quyết ừ. Nếu chúng ta hiểu được cái bí quyết đó Thì chúng ta mới có thể biến đổi nó được ừ. Cho nên chớ nên xuôi hướng theo sức hấp dẫn Của những những luồng sáng hư ảo của sáu cõi Mà hãy hướng tâm tập trung tinh thần về thánh thể à. ừ để nó từ lâu con phải chịu sanh tử luân hồi nay theo đường Đường sáng của bốn trí như lai xin chư phật từ bi dẫn độ cầu mâm năm thánh mẫu hết lòng gia hộ cứu con khỏi các bề ngoại các bề ngoài cạm bẫy để cho con được thấy thực trạng các tịnh quốc thường còn cầu khẳng như thế con sẽ nhận ra ánh sáng nội tâm của chính con và tấm mình trong ánh sáng đó con sẽ đạt đến thực trạng của phật đà trong giây phút nên là bình thường chúng ta nếu cầu nguyện chúng ta niệm phật và uh, cầu kinh hay là chúng ta chân thành thì chúng ta cũng có thể thức tỉnh được và cái đó nó rất gần gũi của chúng ta còn khi chúng ta chết rồi mà chúng ta nhớ mà chúng ta cầu nguyện đó là do chúng ta bây giờ chúng ta để ý thức và chúng ta cũng có thầm nói ở trong tâm mình, lúc đó nó sẽ có sự phản ứng nó kéo lại cái gợi nhớ của đó và tự nhiên nó cũng lặp lại cái sự cầu nguyện. Mà khi lặp lại cái sầu nguyện thì cái ý nghĩa của cầu nguyện đó nó hiện ra trong cái sự giải thoát để hóa giải cái hiện tượng chúng ta bị mắc kẹt ở trong cái Phật ảo ảnh đó. cầu như thế con sẽ nhận ra ánh sáng nội tâm của chính con và tấm mình trong ánh sáng của con đã đạt đến trong thực trạng phật trong giây phút nhờ đó uh, tiên khiêm nhượng đức tiên khiêm nhượng người tín đồ tầm thường nhất cũng sẽ tự biết mình và đạt được sự giải thoát chứ không phải là người vĩ đại cao siêu ấy có bởi vì cái sự thức tỉnh đó nó không có giai cấp nó không phải là người trí thức hay là có người kém cỏi một bài dài đi không biết gì nhưng bà chỉ nhớ bà cầu nguyện bởi vì cái sự cầu nguyện trong lòng rất thành kính và trong cái thành kính nó gạt ra tất cả những sự hỗn loạn của niệm và nó không tạo ra những cái ảnh phức tạp và chính sự cầu nguyện đó nó đem lại sự thật đó. cho nên cầu nguyện dù sống hay dù chết cũng đều là cái việc tốt bởi vì mình gửi những cái tín hiệu vô vô hình ở trong khi cái thức mình phát sanh trong đó nó không có tướng mà nó lại còn thu hút được tất cả những điều mình mong ước. À. Nhờ đức tin khiêm nhượng người tín đồ tầm thường nhất cũng sẽ biết mình và đạt được sự giải thoát. Ngay cả những kẻ hàng kém nhất cũng nhờ sức à, của một lời khấn cầu thanh tịnh mà đóng được các cửa ngõ dẫn vào sáu đường. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, chúng tức là chúng ta đã biết muốn hướng đi như thế nào. Và nếu cái điều mà chúng ta chưa biết đó nhưng mà với lòng thành kính chúng ta thì chúng ta có gửi một tín hiệu cầu khẳng đến những bậc giác ngộ, ha đến những những cái vị mà trên trước ở trong cái sự giải thoát đó họ sẽ đáp ứng, họ sẽ biết chúng ta. Và chính cầu nguyện đó là chúng ta đã tách miền mình ra những cái quen thuộc rồi cũng như là tôi muốn một cái gì đó thì anh không không có thể đưa tôi đến Rủ tôi một cái chuyện khác được cái lý thuyết được bởi vì trong tôi nó có cái muốn tức là nó có cái hướng không cần thiết đến những cái điều xung quanh cái ý nghĩa nó vậy đó. cho nên ngõ dẫn vào sáu đường và khi hiểu rõ ý nghĩa thật của bốn trí hòa hợp nó có thể đạt đến thực trạng của Phật Đà nhờ con đường xuyên qua kim cang tác đoạ, xuyên qua cũng như cái 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 trí quyết định cứng nhắc đó. Như vậy nhờ sự đối chiếu tỉ mỉ này mà những kẻ đón được giải thoát sẽ được dẫn đến nơi biết chân lý và do đó nhiều người sẽ đạt được giải thoát. Ừ. Có kẻ um, tệ mật trong số các người xấu vì nghiệp nặng đã không theo một đạo nào và một số những người đã quên bổn nguyện mình vì sức ảo tưởng của nghiệp lực đã ngăn cản không cho họ nhận ra sự đối chiếu với chân lý các vị đó sẽ đi xa xuống dần khi mà chúng ta không nhận được cái sự thật chúng ta không có cái sự đối chiếu đó thì chúng ta theo một cái cái thói quen của sự nhận định cũ. Cái thói quen nhận định cũ tức là cái nghiệp của chúng ta và chính chúng ta theo một cái sự cái nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ đi vào những con đường mà nó nó rất hạn chế nó 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 trở thành một cái sự lệch lạc như cái cuộc sống chúng ta luôn luôn chúng ta phải thay đổi. Cũng như cái kiến này hai cái gọng nó không đồng nhau. Nhưng mà khi chúng ta đeo chúng ta nhìn ngoài nó không thấy Đeo vào nó thấy cái, cái độ lệch Nó thấy nó khó khăn Bởi vì trước khi chúng ta thấy cái gì Thì con mắt chúng ta thấy từ trong ra Đeo Cho nên thấy lạ đưa ra thì mình thấy Cho nên đó là bác rồi mình thấy việc cái thấy Mình đeo về mình thấy cái thấy Mình thấy sao nó Nó có thấy nó khác Thì mình thấy mình coi kỹ là hai cái Hai cái gọng này nó lệch nhau Lệch nhau thì cái thấy của mình Một con mắt nó thấy nó một xíu xíu chứ nếu mà chúng ta thấy mà chúng ta không biết cái mình đang thấy đó thì chúng ta không biết cái nguồn gốc cái đó không phải là mình nhưng mà vì cái kiến này à. cho nên cái sự vật á cũng như cái cái hiện giờ như thế nào thì khi chết nó cũng như thế này nếu hiện giờ chúng ta sáng suốt chúng ta nhận định từ cái sự biến đổi thì lúc chết đó chúng ta cũng nhận định từ sự biến đổi cũng như mình nghe ừ, sao bây giờ nó khó chịu giống như nó, nó đối bụng thì mình mình có thể một là mình biết là đây là cái thói quen còn hai là cái đói thật và ba là cái tưởng tượng trong đó nó có nhiều cái Đấy. cho nên mình nói thôi tối rồi ăn cũng không tốt tức là mình biết đây là cái thói quen mà có thể mình làm giảm đi thì thật sự mình có thể gần gũi với cái sự dưỡng sinh hơn còn mình nói tôi đói và mình mình không có một cái sự đối chiếu tinh tế mình nói tôi đói quá lật ra đang thì cái bụng mình nó sẽ chứa đựng nhiều, trong khi cái đêm thì nó cái sự tiêu hóa nó không như ban ngày, thì nó tích lũy có thể mình không khỏe hơn được. Đó. Thì cái gì nó cũng do cái, cái nguyên nhân, cái sự xác định, cái hiểu biết của mình nó sẽ đưa đưa đến cái tính chất hạnh phúc hay là an nguy, thì nó cái nguồn của cái vấn đề dẫn dắt cho cái hồn, cho cái trung ấm. À, cho cái trung ấm thân của mình cũng vậy. Cho nên cái cái tướng đó là cái tướng phần, cái hình sắc, màu sắc ảnh hiện hay ma quỷ hay là bất cứ gì đó là cái tướng phần từ cái tính phần mình nó hiện ra, tức là từ cái nguyên lý thật của mình nó hiện ra. Nhưng mà cái tướng phần do nhờ cái nhận định cái tự tính phần, nhưng mà phía trên giữa hai cái đối chiếu đó hai cái đối tác đó thì nó có cái cái gì? Cái chứng phần nó cái chứng phần nó thấy nó biết đúng biết sai nó thấy giữa hai cái rồi trên cái cái chứng phần thì cái gì nữa của ông quán trên cái chứng phần đó nó có chứng tự chứng phần tức Chứ cái chứng tự chứng phần nó là cái tâm của mình nó 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 biết tất cả cũng như cái biết mình do cái con mắt hay là do cái biết cái tính phận mình biết cái sự vật là cái tướng phận và trên đó nó có một cái chứng phận nó biết đúng biết sai nó biết về cái biết đó thì mình lấy mình nói đây là cái biết đây là cái tánh biết nhưng mà trên cái tánh biết nó còn có cái không cần biết hay là cái biết tức là cái chứng phận nhưng mà nó còn có cái biết về cái biết nữa tức là chứng tự chứng phận cái tuyệt đối à cho nên cái này thì đứng về cái học nó là cái nó nằm trong cái môn duy thức nhưng mà thật sự trong cái học đó mà nếu mình hiểu biết thì mình giác ngộ là mình trở thành một cái tính chất ứng dụng và một cái lực của cái 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 sự tồn tại thoát ly ngoài những cái những cái tính chất quen thuộc mê tín hay là cái gì cho nên duy trí trệ là sự nghiệp đó trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta sống điêu linh trong kiếp sống ta bà trí tuệ giác là vượt qua tất cả khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta làm một việc gì nó cũng đúng khi không trí tuệ thì chúng ta làm một việc gì nó cũng có cái sự mê tín nó cũng có sự ưu lì trong đó cho nên về nếu mà trí tuệ thăng thì tự nhiên chúng ta biết thân phải làm gì và chi trí tuệ tâm thì chúng ta sẽ biết tâm nó sẽ ở cái chừng mực nào là nó chính xác và nó không chính xác đó cái tuệ giác nó dẫn đầu như vậy nhờ sự đối chiếu tỉ mỉ này mà những kẻ đón được giải thoát sẽ được dẫn đến có cái biết chân lý và do đó nhiều người sẽ được giải thoát còn sự tệ mệt trong số các người xấu vì nghiệp nạn đã không theo một đạo nào và một số những người đã quên bổ nguyện vì sức ảo tưởng của nghiệp lực đã ngăn cản không cho họ nhận ra sự đối chiếu với các vì đó sẽ đi xa và xuống dần. Bây giờ là nó đã qua tất cả những cái ngày cái ngày biến đổi từ 1 đến 6 ngày rồi. Hôm nay chúng ta học từ một đến sáu ngày, bây giờ tới ngày thứ bảy. Vào ngày thứ bảy, các thanh thể nắm giữ cái biết sẽ đến từ các vương quốc thánh ở thiên đàng để đón nhận người chết. Đồng thời, con đường của thế giới súc sanh do các đam mê hát ấm và sự ngu xuẩn tạo ra cũng sẽ mở ra để đón nhận người chết sự đối chiếu lúc bấy giờ phải tiến hành bằng cách gọi tên người và nói như vậy con yêu quý hãy lắng nghe chớ nên sau lãng vào ngày thứ bảy các quan tuyến đủ màu của các khuynh hướng đã được lóng sạch sẽ đến sáng chói đồng thời các thanh thể cầm nắm cái biếc cũng từ các nước thánh ở thiên đàng hiện đến để đón nhận con ở trung tâm của vòng tròn có vầng sáng màu cầu vòng vây quanh vì có vì vị trí à, vì vị trì minh tối thượng là liên hoa vũ vương nắm biết các kết quả của mọi hành động ngài phóng ra năm màu ngài được mẹ không tiếng nữ màu đỏ ôm hôn ngài cầm một con dao căm và cái sọ đầy máu vừa nhảy vừa bác cắn mãn nguyện đứng tay phải cho ngón tay chạm đầu ngón cái ngón giữa xếp vào lòng đây ta chỉ bác cắn và lòng bàn tay ngón rõ và ngón út để thẳng đứng vần ánh sáng màu cầu vòng đó sẽ đến chói sáng rực trước mẹ con ở phương đông của phòng tròn ấy là vị trì minh ở trên đất chúng ta bởi vì ở đây cái cái uh, sách về trung ấm này là do ngài liên Qua sanh gọi là một vị cũng giống như là một vị phật vị cố phật về mặt tâm con mắt của ngài nhìn suốt tất cả con người từ chết cho đến đi đầu thai và thái suốt trong sanh tử cái điều này tất cả chư Phật đều thấy và tất cả có thể là từ vị a la hán trở lên người ta cũng thấy. Cho nên người ta diễn dịch lại nói lại. Và nếu mình biết theo những cái đường hướng này thì mình sẽ giải thoát. Nó nó đốt được rất là nhiều cái giai đoạn. Còn nếu không theo thì mình tu, mình gọi là cái gì biết thì làm, không biết thì thôi thì... Cái biết của mình thật sự nói giỏi, nó không bằng cái biết của các vị họ đã đi vào ở trong cái thực trạng của sanh tử đó. trong này người ta nói theo cái nguyên lý của cái những hình dạng tướng trạng nguyên sơ của tất cả con người tạo hình tạo mẫu từ cái âm dương từ cái hình ảnh của cái vấn đề thành ví dụ như các vị Phật trở xuống, các vị thầy hay là các vị tổ sư nó thường hay có vị phối ngẫu <laughs> phối ngẫu tức là cái cũng như mình nói là người vợ hay người gì đó cái nguyên lý nó là vậy hai cái hình âm dương và hai cái nguyên lý chất nó tạo ra như thế đó à. cho nên từ cái sự vật vi tế nhất cho đến côn trùng, cho nên những loài như là con chuồng, con chấu Hay là con vật bò sát hoặc là con vật nghĩa là cao bay xa chạy gì tất cả nó đều nằm trong cái sự phối kiểm giữa âm và dương. Nhưng mà qua cái hình hài thì mình thấy nó mà cái hình hài đó nó vẫn tốt lành. Nhưng mà mình qua một cái sự gọi là luân lý hay đạo đức gì đó thì mình thấy mình trở thành một cái tính chất thích và không thích, tội và và không tội, Nên là gọi là nó thành ra cái luân lý. Và vì mình biết, vì cái luân lý đó người ta mới chế tác ra thành cái đạo đức. Thành nếu ai mà không giữ được cái đạo đức, không có đạo đức thì sẽ không có luân lý. Và không có luân lý thì sanh ra tội hay phước. Cho nên cái đó nó bắt nguồn từ một cái 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 tính chất khoảng giữa cho nên ở trong sách nó đạo khả đạo phi thường đạo ông lão tử nói nữa cái đạo mà nói được không phải là đạo thường nhưng mà nó phải hiểu biết cái vô danh thiên địa chi thị là cái nguyên lý của tất cả cái vô danh đó không phải là nó không danh nhưng mà vô danh đó chúng ta nhìn nó từ cái vô niệm cái vô niệm thì không có cái danh, không có tướng, không có tính. Từ cái vô niệm nó mới sanh ra cái niệm, từ cái niệm nó mới sanh ra hình, từ hình nó sanh ra vật. Và từ ở trong tâm như thế thì ngoài vũ trụ cũng thế. Bởi vì các cái hiện hữu của thế giới nó cũng đều là từ cái cái khởi nguồn như ở đây là từ cái trung ấm nó sanh ra cái hình này, nó sanh ra tất cả màu sắc quang ảnh tông màu của tất cả những hiện tượng cái thở ban đầu đó và nó hình thành ra và sau đó người ta tùy theo cái chỗ để chế tác để quá độ để sửa đổi hay để làm tốt làm xấu đó thì nó mới sanh ra những cái cái phương pháp những giáo lý hay là đạo đức hay là tất cả cho nên nó không đạo người ta không đạo thì người ta mới sanh ra cái đức không đức thì mới sanh ra nhân không nhân thì mới có nghĩa không nghĩa thì phải có lễ còn lễ có tí còn nếu người có đạo thì tất cả cái gì người ta cũng đạo cũng như một người tốt thì tất cả mọi cái nó đều tốt không phải làm tốt dù họ làm cái gì cũng tốt cũng như một người mẹ mà có cái tình thương thật sự với đứa con họ nói làm cái gì cũng là từ tình thương đó ừ. từ cái họ dù họ có đánh người con đó cũng là cái tình thương chứ không phải họ ác đặt cho nên cái hành động đó nó không phải là nói được cái tâm lý nhưng mà cái tâm lý thật thì nó có nó, nó để ra cái hành động đó cho nên một người mà giác ngộ thì làm việc gì cũng giác ngộ à. cho nên có những bộ kinh nó nói ra mình phải dẫn kinh đó chứ mình nói ra là thì không biết người ta nói người mà có sự hiểu biết đó nói về chuyện trai mạng ăn, ăn thì con cũng không có tội còn người mà không hiểu biết, không giác ngộ, mình ăn một cọng rau cũng có tội. Cái tội hay không là từ lòng tham và từ cái tướng trạng. Cho nên mình không mình không biết cái đó thì tự nhiên mình sẽ sẽ phải theo ra luân lý để theo ra đạo đức để chặn đứng bớt cái sự gì đó quá đà của mình. Nhưng mà thật sự mình sẽ bị cái mê tín đó. Nó rất khó gọi rửa. Cho nên một là cái cái, trong cái thiền giác ngộ người ta nhìn pháo thấu vào cái sự vật vô tướng và vô danh thì người ta có thể thoải mái và hành động một cách trôi chảy còn hai là người ta ở trong mặt như thế này thì người ta là tạo ra hình tướng thì tự nhiên người ta xóa nhòa tất cả những cái cái tính chất như cái luân lý đạo đức thường ví dụ như người ta chỉ chỉ kính trọng Milasaba là một cái người khổ hạnh tu hành tuyệt đối và đạt được thần thông trí tuệ hiện đại vĩ đại. Nhưng mà thầy ông á, nếu mà nhìn hình thức thì là một người rất tầm thường. Vợ con đùm đề rồi, nghĩa là đủ thứ chuyện ấy cả. Rồi ông hát la giận dữ rồi. Nghĩa là mình thấy giống như một gia đình phàm tục đó kì Nhưng mà thật sự cái đạo lực của Mạc Ba hơn Milarepa rất nhiều. Cho nên ông, ông chỉ cho Milarepa tu vì thế cho nên một người mà có thể hướng dẫn một người khác với một cái gì đó ví dụ như võ thuật và giá trị như một ông già hay là một người tầm thường nhưng mà chỉ những cái thế đánh thế đỡ chỉ những con đường quyên thuật cho một người trẻ không có nghĩa là ông già này ông chỉ nói mà ông làm nhưng mà ông không phải cần làm ví dụ vậy đó cho nên một người mà cái 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 cái, cái đạo đức hay là cái sự giác ngộ họ trở thành phi thường rồi thì họ sống rất là bình thường cũng như giống như biểu hiện qua như tế công phật sống hay là như hằng sơn thập đắc ở trong như đức văn thù hô hiền quá hiện ra rất bình thường và con người giác ngộ họ cũng là trở lại rất bình thường bởi vì sao họ không thấy khóc ở trong hiện tượng giới và tất cả tâm lý họ nó đã cân bằng họ làm việc gì họ có một cái sự cái biến giác họ rất khó hiểu được ừ. nhưng mà nếu với chúng ta thì chúng ta sẽ cân nhắc uh, sống đúng nghĩa là theo theo cái cái, cái 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 hình thức của đạo thì chúng ta cũng có thể là chúng ta cố chấp nhưng mà nó giảm được rất nhiều cái rủi ro cái sự sai lầm ừ. cho nên ở trong này bữa nó ở phương tây của mận Đại la vị trí vị trì minh của đại biểu tượng màu đỏ khuôn mặt tươi cười tức là mẹ không tiếng nữ màu đỏ ôm hôn người cầm một cái một cái cái hái giống như lửa liềm và một cái sọ đầy máu những cái hình ảnh này chúng ta nghe đứng hình tướng chúng ta thấy nó kỳ và khó khăn nhưng mà thật sự ở trong đó nó biểu trưng những cái rất là bí mật. Rất. Ngài cũng vừa nhảy múa bác ấn, uh, mãn nguyện. Ngài sẽ đến chói sáng trước mặt con ở phương Bắc của mạng trà la vị trì minh của tri kiến tự phát màu lục có một khuôn mặt nửa giận nửa hờn nửa tươi cười rạng rỡ ngài được mẹ không kiến nữ màu lạp màu lục ôm hôn ngài cũng cầm một con đau trong và một cái sọ đầy máu. Ngài cũng vừa nhảy vừa bác cắn mãn nguyện Ngài sẽ đến chói sáng trước mặt con. Trên vòng bên ngoài, chung quanh các vị trì minh kia, có vô số các nhóm không tiếng nữ. Không tiếng nữ của tám chỗ quá quả tám. Không tiếng nữ của bốn giai cấp. Không tiếng nữ của ba nơi tâm trú tâm trú trong tim cổ họng và đầu não không tiếng nữ của 30 vị trí thánh và của 80 chỗ hành hành hương anh hùng với nữ anh hùng các thiên tướng các thiên thần bảo vệ đức tin nam nữ mỗi vị được trang sức với sáu món là xương ống ống cơm tù và bàn xương đùi trong cơm nhỏ bàn sọ người phướng lớn hình như là bàn da người tàn và cờ hiệu bàn da người họ vừa đốt mở người trên khói vừa mang vô số nhạc cụ và làm vang động mọi hệ thống của thế giới bằng cách khua đập hay rung các nhạc cụ ấy cho chúng nó phát ra những âm thanh khá lớn mạnh làm điên đầu người nghe và vừa nhảy vừa những nhịp điệu khác nhau họ vừa đi đến để tiếp đón người hiền lương và trừng phạt kẻ bất lương con ôi con yêu quý năm quan tuyến có màu của cái biết đồng thời phát sinh là năm khuynh hướng được gạn lập rung chuyển chói lọi như những sợi chỉ màu giống như các tia chớp sáng chói trong suốt rực rỡ khiến phải khiếp sợ chúng nó phải phát xuất từ tâm các thiên thể trì minh chính chúng nó sẽ đập vợ đập vào con chúng nó sẽ rất chói mắt khiến ta rất khó chịu bởi vì ở đây nó bắt đầu nó hiện ra tất cả cái nguyên lý từ màu sắc từ cái hiện tượng ban đầu nó cũng như cái nguyên xa của sự vật nó, nó dữ dội nó như thế đó cho nên cũng giống như là ở trong chùa có ông hộ pháp với ông tiêu ông hộ pháp thì nó rất đẹp đẽ trong sáng như là một tướng nhà trời còn ông tiêu thì le lữ giống như là cái hình của một một cái vị tướng quỷ đó. nó hiện ra cái gọi là đại lực phẫn nộ thân hằng phục năng phục giả cái những vị đại lực phẫn nộ đó là hằng phục những cái rất khó phục trên con loài người nó có một cái cương một cái nhu những vị hộ pháp mà lâm thần mặt mày đẹp đẽ trang nghiêm hộ hộ thì những kẻ hiền hòa những kẻ mà nó có thể là có một cái phần đạo tâm có một cái phần thuận đạo và họ giúp đỡ cho cái người nó nó, nó thuần thiện còn cái 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 vị mà phẫn nộ thân hiện ra tướng giận dữ với hung bạo thì để hằng phục cái kẻ ác nhưng mà trong đó cái lòng từ bi của ngài đầm nhau giống như đức bồ tát quan âm đã thị hiện ra cái lòng từ bi không phải nhất thiết là hiện ra một sự ôn hòa nhỏ nhỏ nhẹ nhưng mà có thể hiện ra một sự là mạnh mẽ hoặc la hét cũng như người ta con trong gia đình có những kỷ luật áp dụng cho con cái có khi mình thấy nó rất là hung rất là mạnh mẽ nhưng mà đều, đều là từ từ cái tình thương từ sự hiểu biết mà phải làm như vậy nó mới thay đổi cái cái tâm tánh của một đứa bé mà nó có thể đưa vào cái cái tính chất đứng đáng hơn cho nên cái sự việc nghĩa là vì một cái chân lý mà phải làm như vậy hoặc là vì cái con người nó phải có cái mẫu hình như vậy cho nên có hai cách thể hiện một cách là thể hiện trong cái sự vật, ví dụ như trong mọi cái hình hài của mọi loài chúng sanh, chúng ta thấy rất đủ thứ hình, đủ thứ kỳ lạ. Như là mình coi trong thiên nhiên quan giả nữa, nhiều con vật nó rất kỳ lạ, kỳ cục cái màu lông hay màu sắc, nhiều chân bốn chân, hai chân hay là có thể là nhiều đầu, hay là con nó, quá dị từ con chim cho đến con cá cho đến những con vật nhất là trong 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 rừng Amazon nó có hàng ngàn hàng nhiều ngàn loại sinh vật nó nó không giống nhau cũng như ở dưới giống như dưới biển thì nó có nhiều loại cá cũng kỳ lục nhiều khi tôi hay coi về hải dương về quan giả lâu lâu mình thấy có một con cá nó rất kỳ cục nó vuông như khúc cây còn có con nó tròn như một cái cục gì nó lạ lùng nó sự vật có những loài rán nó sống ở dưới nước mình thấy xa rán đâu sống như nước trong nước và con này con kia à, cho nên cái đó là như trong kinh thập thiện nó nói do cái nghiệp của mình do cái tâm nghiệp của mình do cái hành động của mình mà nó nó tạo ra chứ không có cái gì mà nó khó hơn không có ai tạo ra nó không có ai nén nót nó hay cả mà tự cái nghiệp của mình cũng như từ cái 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 mặt của mình nếu mình thương yêu thì cái mặt mình tự nhiên nó dễ chịu cái màu da đôi mắt và cái gì nó cũng thuần nó có một cái dễ dễ thu rút dễ cảm cảm hóa còn nếu mình nóng giận mực bội hoặc mình có cái tướng hàn phục hay là cái này kia người ta thì cái mặt mình nó rất căng thẳng và có khi nó có một cái gì đó khiến người ta dè dặt dễ sợ không dễ vui với mình được à, ví dụ vậy đó nó có cái cách để, để để thay đổi để quá độ để trị vì cái khác và có khi thì nó cũng tự nó do cái nghiệp nó sanh lên và nếu có vị bồ tát thì người ta tự quá hiện ra sự sai biệt cũng như đức quan thế âm hiện ra nhiều tay hai tay bốn tay tám tay hoặc là vô số hoặc là hai đầu bốn đầu sáu đầu mười đầu đủ thứ và cái thiên thủ thiên nhãn nhưng mà nó là vô ngại đại bi không có trở ngại trên cái lòng cái tâm từ bi và trí tuệ cho nên sự vật đó, nó tùy theo cái nguyện lực tùy theo tâm mà hiện ra <laughs> và ngược lại cái đau khổ cũng là tùy cái nghiệp mà hiện ra cho nên chúng ta có một cái lợi thế rất lớn là ngay bây giờ chúng ta thể có thể điều chỉnh được chúng ta có thể trở thành tạo hóa được chúng ta thể có thể dàn xếp mà thay đổi chúng ta thay đổi cái cái nội giới của chúng ta từ cái tầm nhìn sự quyết định và cái hành động thân khẩu ý của chúng ta thì chúng ta sẽ thay đổi cái cái những cái mẫu mà nó không không đúng nó nó không chính xác và chúng ta thay thành những cái mẫu mã đẹp hơn ngày sau cho nên tôi 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 tin vào cái điều của đó và tôi tin vào cái tâm niệm mà khi chúng ta phát sanh từ bây giờ và sau này sẽ thành ra cái gì cho nên thỉnh thoảng tôi cũng cầm không được cũng hay lao táo chúng tôi nguyện hoặc là tôi đi mà tôi thấy cái gì vướng viết mà tôi cái, cái tay tôi nó nó không có tới thì tự nhiên tôi nghĩ là mình hãy nguyện bởi vì tôi tin là hãy mình nguyện cái gì mình sẽ có cái đó tôi nguyện là con đời sau cái tay con hãy chấm nó tới đất <laughs> để cho dễ dàng. mà đi có hồi đi cái 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 bước chân mình nó tôi nói đằng sau đời sau tôi có sẽ có bước chân nó nhanh bằng năm lần hoặc 10 lần nó, nó có cái sức mạnh như vậy và tôi biết cái điều đó nó sẽ ở trong cái tầng thức cái lại vậy ta. và kiếp sau này nó sẽ từ cái cái thức cái ý nghĩ và cái sự quyết định nó sẽ hình thành ra cho nên trong kinh nó có một người mà đứng trước hòn đá ngày sau tôi sẽ trở thành một vị tướng và người sau đó vị tướng hễ mình nói gì thì nó thành ra đấy thôi bởi vì chúng ta không biết cái nguyên lý của cái nói cái nói ở trong đó nó có cái nghĩ nhanh hay chậm mà cái nghĩ nó do một cái sự tạo hình trước rồi và từ cái nguyên cái chất mà tạo hình đó thì cũng là cái chấp tạo hình khi mình ra đời vì sao chứ không có ai cả cũng như ý nghĩ thiện bây giờ thì thì một năm sau chúng ta có ý nghĩ cũng thiện nhưng mà cái câu nói thiện hay khác nó khác nhau bây giờ chúng ta có ý nghĩ đó thì một năm hay là mười năm sau chúng ta cũng có cái tật ác ý ác nghĩ hay là ác ngữ nói lời thì nó cũng do cái tâm đó mà sinh ra cho nên nhân với quả nó đồng thời từ một góc mà chúng ta phát sanh bởi vì tâm là nó vô tướng vì vô tướng cho nên nó tạo được tất cả tướng vì cái vô niệm cho nên nó sanh ra được tất cả các niệm mà các niệm nó có hình tức là bắt đầu nó có chắc cho nên sau này nó sẽ tạo ra cái mẫu mã y như bây giờ chúng ta vậy thôi chúng có gì cả cho nên hồi nhỏ ví dụ mình ưa thích núi này kia tôi chắc là mơ màng thích đồi núi này kia cuối cùng bắt buộc nghiệp tôi phải ở núi thế <laughs> vậy đó thích là tôi rất tôi tôi đọc những cái chuyện sách kiếm hiệp trên này kia rồi nhiều khi mình cũng có quan tưởng mình thích đi đây đi có đó rồi mình thích tu tập lên núi rồi thì tôi thấy những cái tư tưởng mơ hồ sau này nó tập hợp nó hình thành đó là mình trả trả nghiệp hiện đời đó quả báo hiện đời đó nhưng mà tôi nghĩ như vậy cho nên nhiều khi tôi cũng sợ rồi mình nghĩ óc làm sao mình sẽ bị những quả báo thành mình nghĩ vậy mình phải bù trừ lại nếu mình không niệm phật thì mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh nên là được sự bình an được tình thương được sự may mắn hoặc là được thoải mái gì đó đây khi mình nguyện ra đó cái ý nguyện của mình là cái sự tạo mẫu cho chính mình thật sự như vậy đó nhưng mà cũng đồng thời cái sự tín hiệu của cái niệm đó nó phóng ra mọi người được có ảnh hưởng lành tức là gọi là mình phóng ra cái năng lượng Vì đó cho nên chúng ta phải biết cái năng rồi bước theo thấy cái lượng lượng nếu mà chúng ta biết cái năng rồi thì chúng ta rất là tin tưởng về cái lượng đó. một lúc nào chúng ta sẽ nói lại về cái năng lượng đó rất kỹ. người ta nói nhưng mà người ta không biết cái đó người ta không thấy cái đó cho nên mình phải biết theo đức phật phải biết bởi vì chỗ đức phật là chỗ đã thấy đã biết đã tự thu xuất một cách tự tại đó. còn mình mình nói ra là mình tưởng tượng mình đặt thành nó cái công thức và mình làm theo công thức đó chứ mà mình không thấy. Đó. cho nên hai cái rõ rệt cho nên là cái 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 khoa học là người ta phải thí nghiệm, thay thí nghiệm và người ta sẽ chứng minh cái điều sắp chứng được người ta mới tin được. còn Phật học thì người ta phải giác ngộ, phải tự trong đó mà tự mình sắp ngộ lấy chính cái điều đó cũng như người ta nghiên cứu về khí thì người ta phải nghiên cứu từng phần của từ tính vật lý cho tới cái sự biến đổi ở bên ngoài và bên trong còn ví dụ một người tu phật thì nghiên cứu về khí tức là mình phải nghiên cứu về tâm và mình phải thấy tâm và xuất ra khí như thế nào thì đó mình dùng khí cho nên như tôi thường nói là tâm khí bất nhị vì thế cho nên cái tay rất yếu nhưng mà tôi có thể dùng một cái rất mạnh và tôi biết cái khí nó từ đâu Nhưng mà tiếc rằng mình hiểu Thì mình đã thật sự Gần Gần như là hết rồi Hết lực rồi Nếu mà tôi biết cái này chừng 40 năm trước Như cỡ Phước Kiến Thì tôi sẽ có cái sức mạnh Bằng 3-4 lần như thế này Nhưng mà cái sức mạnh mình bây giờ có Chỉ có 20% thôi Sức mạnh của mình bây giờ chỉ có 15-20% đến nhưng mà bây giờ nếu mình hiểu cái điều đó Mình có thể dùng gấp 3 lần hay 4 lần Hay là gấp đôi ít nhất gấp đôi Cho nên vì thế cho nên mình tôi triển thai cái sức mạnh đó Mình có thể hiện ra một cái quả đấm 50 kg được Và cái điều đó mình cứ lấy cái khí mình ấn vô một cái cái, cái căn 60 kg Mình sẽ thấy nó nó đi như thế nào mình lấy một ngón tay mình chấm vô thì mình biết cái khí có người chấm rồi có mấy ký thôi nhưng mà có thể người chấm ra 10 ký người chấm ra 5 ký thì một cái tay của vậy thì cái lực mình đánh tới hay là cái lực mình giật ra một cái cái khí nó như thế nào còn mình tăng nó về dây dài nó đâu có rất là nhanh bởi vì khí thì nó, nó đốt cái thời gian nó không có phải là cái tính chất đó. nhưng mà bên trong mình tưởng tượng và mình biết cái năng đó nó ở đâu thì cái lượng nó sinh ra như thế nào về cái vật chất. Đó. cho nên vấn đề nó mình không phải là nghiên cứu nhưng mà mình xác định từ cái ban đầu cái cái trí và tuệ của vậy, cái tâm của vậy, hay là tình thương cuộc sống hay là cái sự tất cả cái bãi tình của mình, mình phải xác định ngược lại thì mình thấy nó phát sinh ra từng thứ lớp như thế nào và sau đó nếu mình muốn mình dùng nó hoặc là mình theo cái tính chất cái tiêu cực mình diệt nó nhưng mình diệt nó là một sự nguy hiểm cho nên hồi đó tôi có phát nguyện là tôi hãy dùng được tất cả các phiền não mà mình không bị cái phiền não làm hại chứ tôi không có bỏ phiền não cho nên phiền giả phiền thấu vì nó giả nó loạn nó là cái sự thấu đậm nhưng mà đồng thời mình mình ứng dụng cho nên nếu mình thắng được quân địch thì mình hãy dùng quân địch đó và nó có thể giúp lại cho mình nó trở thành người chứ mình không nên giết họ mình không quỷ diệt bởi vì con người có thể thay đổi được người địch có thể người thù có thể trở thành người thân được nếu mình đối tốt với người ta người ta cảm thấy cái tốt thật của mình thì người ta sẽ tốt vì thế cho nên mình có thể dùng người ta thì với cái cái hướng đó tôi nghĩ rằng với những cái tâm tệ hại của mình cái tâm xấu ác của mình cái tâm tội lỗi của mình mình sẽ chuyển lại, mình sẽ biến nó thành một sự ứng dụng khác. À. À. Ví dụ như bây giờ tôi bị bệnh thích ăn, tôi bỏ hoài không được, tôi nói ăn là cái gì và tôi bắt đầu tôi nghiên cứu về cảm giác, về cái sự nghĩa là xúc giác và cảm giác và cái sự biến đổi về thức ăn, tức là cái gì đây này, cái gì ban đầu của cái tứ niệm thực đó tâm quán. À, không phải thì Ahara à, à, Samidaya và Niroda và Gabiti Bhattibaja nhưng mà đồng thời cái tính chất gì tri cái gì đó đoạn thực gì đó thức thực phải không cái ý niệm thật nữa phải không? cái gì à, tư tư lượng thật đó cho nên tất cả những cái điều đó mình nếu mình hiểu biết được mình có thể chuyển được Ví dụ đồ ngon mình có thể chuyển thành đồ dở mà đồ dở mình có thể thành ngon mà cái cái cũng cũng giống như mình hiểu biết được cái cảm giác đó thì mình chuyển được mình biết được xúc thực. Cho nên mình có thể mình có thể nhìn mà mình thấy như cái thấy mình có thể nhìn mà mình thấy rõ mình trong cái sự phân biệt, mình có thể nhìn mà mình ghét người đó, mình có thể nhìn mình thương người đó. Tức là thật sự không phải cái nhìn mà như do cái lực mà không có cái lực mà do cái ban đầu của mình đó. cho nên mình tập nghiên cứu ngược vào bên trong thì tự nhiên mình mở ra rất nhiều cái điều rất hay cho nên do như vậy tôi thấy mình không nên diệt cái gì hết cả mình không nên bỏ gì cả mà mình thay đổi mình chuyển quán đó cũng như ở rừng này nó rất nhiều lá cây nó rất nhiều cái cái chỗ khô mục mình đã tém lại hoặc là mình nó trở thành phân và nó ở trong cái cây nào thì cây đó sẽ tốt hơn hoặc là mình nhiều quá thì mình có thể biến nó thành to và mình sẽ rác trở lại đó. cho nên mình hãy chuyển biến cái sự vật biến đổi chứ mình không có cái gì mình bỏ ngay cả thâm sân si của mình đó. bởi vì cái nguyên lý đó là một cái nguyên lý rất bí mật nó hai chiều ừ. cho nên đó. thì cái này sau này có cơ hội là mình sẽ sẽ xét nghiệm lại bằng tính lại chứ nói một lần thì nó cũng không đủ. Thành chúng ta thấy học Phật là học về trí tuệ, học về ứng dụng và hại học về cách thay đổi và học về cách để mà làm sao để mình xác định về cái cái cái, cái tương lai và mình biết về cái quá khứ. Đó. Cho nên nó có thể là nó thuộc về nghĩa là cái khoa học tâm linh nói chứ chứ mình không phải thí nghiệm về vật chất nhưng mà mình có biết thí nghiệm về về cái tính chất tâm và vật ở trong cái xác thân của mình cho nên tôi nói tôi rất là mỏi đi khi đi lên dốc thực sự là cái cơ thể của mình nó đã yếu rồi nó đã khó khăn rồi nhưng mà bây giờ tôi nó thôi đừng nghĩ tới đó đừng có nghĩ và tôi yên lặng vô tư thì tôi trong vô tư tôi thử coi như là mình là một người bình thường đi, tôi vẫn đi, thì tự nhiên tôi vẫn đi được. Cho nên những cái đó nghĩa là tôi chơi nó không biết là bao nhiêu lần, bao nhiêu chục lần, bao nhiêu trăm lần và cuối cùng nó trở thành được. Thành có người nó không thật, ngay cả cái bệnh mình cũng không có thật đâu. Nhưng mà có những lúc bệnh mà quá sức mình không có đủ thay đổi được thì mình phải chịu bệnh. Chứ còn thật sự mình không có cái bệnh gì hết cả cho nên cuối cùng đến cái chết này thì mình chưa chưa quyết định nổi nếu mình quyết định nổi thì tự nhiên mình muốn sống thì nó sống bây giờ mình có thể sống dai được sống lâu được bằng cái kỹ năng kỹ thuật riêng thì được nhưng mà mình theo tâm mà mình bất tử thì nó chưa được bởi vì nó ảnh hưởng ở trong tất cả những cái những cái nhiên liệu cũ của mình cũng như cái xe mình cái cái chất liệu sắt thép nó cũ quá nó kém quá thì bây giờ mình muốn làm một cái xe mới mình phải thay đổi lại chứ không được nhưng mà có những cái thì mình tự thay đổi mình tự đổi đổi ngược lại được cũng như ví dụ một cái người thợ rằng dở thợ rằng giỏi khác nhau thợ rằng giỏi có thể là một cái đồ sắt người ta có thể luyện nhiều lần vào lửa người ta có thể biến đổi nó trở thành cứng nhắc hơn và cái nước và rửa cái nước nghĩa là đốt của họ đó họ trở thành làm cho nó sắc bán kỳ diệu hơn còn nếu không biết thì nó là một cái miếng sắt không có gì vì thế cho nên cái thuật đó nó đi đến cái mức tinh vi mà kể cả ngay cả khoa học cũng chưa có theo kịp ví dụ như những cái kiếm ở trung quốc mà họ đào được trong mấy năm gần đây đó như kiếm của việt vương câu tiễn đó kiếm thấy a hoặc kiếm kêu bằng cân tương nữa Bây giờ mình để một cái đống sách thì mình chặt cái, đi nhẹ nhàng xuống mà bây giờ những điều đồ tối tăng mình đâu có được mình phải có cái bằng máy mình ép mình chặn cái này nó bước xuống cắt sách được còn cái kiếm nó có thể đẻ cho mình có thể sát nó mình chặt nó, nó giống như cây đu đủ vậy người ta mới tìm ra tôi coi trên mạng tôi thấy đó mà cái 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 sự chế tác về luyện kim đó là những người thợ ràng thời đó thời của việt vương câu tiễn đó người ta làm ra đến mấy ngàn năm rồi nhưng mà cái kiếm đó thì bây giờ tự mình có thể khoa học bây giờ mình có thể chế tác không biết được không nhưng mà nếu mà được thợ đã làm rồi có thể sát bán hơn nhưng mà nó chừng mực nào thôi cho nên trong cái mà ngẫm radio đó nó cũng phát minh ra nhiều cái hay lắm nhiều cái cái vị nền văn minh cổ xưa chưa chắc là mình đã thân nó được ừ. Ừ. cho nên nói về một chút thôi nó nó ngoài đề rồi bây giờ chúng ta trở lại nhờ sự cầu nguyện